Vậy là hôm nay đã bước sang ngày thứ 24. Tuy nhiên thì 2 hôm trước thì mới nở được có một con. Thì hôm nay đã quả mất như ấp trứng gà bình quân là từ 19 đến 21 ngày là nó sẽ nở. Thì đến hôm nay là 24. Thì 24 ngày thì nó đã vượt quá khoảng 3 ngày rồi. Như vậy là cuộc thử nghiệm của máy ấp trứng mini đã không thành công lắm. Không biết là lý do mất điện hay là lý do trứng không có phôi hoặc phôi không tốt nên mới đem lại kết quả không khả quan như thế này. Thì hôm đầu tiên có đưa vào 10 quả, sau đó tôi cũng bổ sung thêm tổng cộng gần 20 quả, tôi không có nhớ rõ lắm. Thì đến hôm nay thì cũng mới nở được có một con, còn lại thì hỏng mất khoảng 2, 4, 6. Hỏng mất trong cái tổng số 10 quả thử nghiệm là hỏng mất 4 quả. Chứ còn lại 6 quả đang trong một quả ra, còn 5 quả đang trong quá trình ấp. Thì tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong 2 ngày.